Trại bò Tư Chiến chào khách, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2023. Bò về trại em gồm có AB các em, mình sắp trực tiếp xuống một xe. Giờ xuống trại xong, đứng thuần chuẩn xong rồi em quay lại cho đỡ anh chị xem dễ phân biệt. Và anh chị cô chú các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại em xem cùng tham khảo, xem xét thấy giá bò mềm thì bắt tại bò em xe nhà giao tận nơi. Giá rất là mềm anh chị ơi, nhưng mà đặt Tết thì sao giá quá trời mềm luôn, mà ăn Tết rồi không biết sao đây, ăn Tết thì bò chắc lên chắc rồi. Quá trời luôn, nói nào mạnh mạnh không nè. Chà bè ba bê nè. Bê trong nó không có được cú hùng mà dàn xương dữ lắm, đòn dài. Con đứng kế thủ đầu, con đứng trong nó dẻo dẻo bò, nó bắn luôn á. Đòn rất là dài luôn. Rồi con này thì chà bè nè, lên cơ có muối muối rồi, tôi ấp rồi. Đó, con này giá rất là mềm luôn. Rồi mấy con nhẹ nhẹ tiền nè. Có 16,5 triệu nè, đây nè, biết bìa, đó 17,5, 16,5, 19,5, 20,5, 21,5, 22,5, giá rất là mềm luôn. Nói bành bành chà bè đây, ba bê kem thấp kem, tại bò em liên tục về trại gồm có ba bê thấp kem, còn nguyên cái lỗ bò này ngày mai em đi ra đi giao khách An Giang, giáp ranh Đồng Tháp. Nguyên lâu này qua bến đò Thuận Giang, bến phà Thuận Giang, nguyên lâu qua ba bê đây là 6 ba bê này về Thuận Giang. Đó. Còn lô này em mới về, con nào ấy rất rất đẹp luôn. Quý vị và em cảm ơn anh chị dành thời gian qua đến trại em. Cảm ơn anh chị đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Đầu năm mới cũng chúc cô chú anh chị một năm mới hưởng một mùa xuân vui tươi, tràn đầy hạnh phúc và làm ăn phát tài, lộc đạt như ý muốn ha. Rồi cuối video cảm ơn anh chị đã theo dõi video Trại Bò Tư Chiến, hẹn lại anh chị trong video kế tiếp.